tới 490. Con này thì nó không có hình bên ngoài. Mới tạo cho anh cái khoản chỉ có số serial number và anh check thông tin ở trên trên Evo thôi. Còn khi mình bung ra thì bắt đầu mình check thử lên cho anh. Nâng cấp cho anh. Nhanh hoàn toàn việc luôn nhé. Dạ, gọi thì anh phép phản khui. Ok. Tiến hành nhé. Rồi, anh phun luôn. ThinkPad 90. Thế ThinkPad T490 là model cuối cùng của bên ThinkPad trước khi người ta chuyển sang dòng T. Người ta đổi tên để cho dễ quản lý sản phẩm. Đã tốt anh em, tốt nhanh luôn, hết sạch. Nhưng còn một chiếc thôi, anh em nào mà lấy thì cũng quá sớm, chiếc cuối cùng. Anh em chốt luôn cho anh bạn cùng phòng luôn này. Thì cách kiểm tra thì vẫn như là bình thường, tiêu chuẩn 71. Bên mình làm rất là nhiều video hướng dẫn anh em rồi. Nó phải có niêm phong trong, đặc thù ThinkPad làm cao cấp là vậy. Niêm phong ngoài và niêm phong trong, đây là cái khóa của bên ThinkPad. Thì có một cái thông tin mình sẽ chia sẻ vào cái video này. Video này thì có thể là tương đối nhiều anh em đang rất là cần cái thông tin, đó là về khả năng nâng cấp. Nâng cấp phần cứng luôn. Tại sao cái dòng này bây giờ người ta lại đắt như vậy? Người ta tối ưu đi so với dòng trước rất là mỏng. Thì người ta không để hai cái khe nâng cấp RAM như trước nữa. Thì anh em đang chưa biết được là phía bên trong á, phía bên trong là người ta để cho mình một hay là hai khe RAM, một cái RAM ở dưới main, hay là người ta gắn luôn vào cái khe đấy. Thì chút nữa nâng cấp cho anh khách này thì mình sẽ tiến hành triển khai xem luôn cái nội tạng của dòng ThinkPad. Nếu mà người ta cho một cái khe bên khai giảm dưới main thì khả năng nâng cấp thì quá là tuyệt vời, hoàn hảo trên dòng ThinkPad này rồi. Còn không thì sẽ sửa đổi phương án là nâng cấp những cái khe tầm qua. Anh em bắt luôn nhé, việc nâng cấp luôn nhé. Đấy, có bắt thì xuống luôn nhé. Em bắt lên. Ok, ông bắt cơ luôn chứ. Đó, tập quả. Ngày hôm nay nhưng đó, thì đặc thù như này là khách hàng lên độ lên là khủng luôn, tại vì nguyên bản theo con này là có i5 và ổ cứng 256 SSD thì anh khách lên luôn 512GB SSD và công ty đang có chương trình tặng là lên ra 4GB nữa là 12GB RAM. Thì anh em đang là hồi hộp để ít nữa mở cái nắp đáy ra xem là người ta để trên bản Mỹ người ta để một thanh 8GB ở dưới main hay là người ta cắm luôn cái khe còn lại. Thì với video sẽ có cái đoạn mà mở ra để anh em xem thôi, tổng quan xem phát. Máy xuất ra hai cái 500. Em nâng cấp luôn, backup cho anh hệ hoành ra hộ 500 luôn. Vâng. Ổ một cái ổ nó 256. Thay cái ổ trên máy nhé, thành ổ 512. Nâng cấp lên. Không áp thêm được hai cái. Không phải. Nâng. Bây giờ tháo ra cái, tại vì nó một khay người ta tối ưu mặc đi mà mặc đi đấy. Nha. Người ta thử sạc được thì. Cái chân thứ ba thì mới định được. Ok. Xem được lượng sắt cái này. Ổ cứng theo máy là nó là ổ Samsung. Hãng mà ổ cứng thì cũng không rõ anh ạ. Vì nó chỉ có thông số về dung lượng thôi. Ê, cho anh xem nội tạng em giới thiệu luôn. Ok, tổng quan nội tạng anh em đang lo lắng đây.
khác biệt hoàn toàn phiên bản châu Á, đó là người ta tối ưu cho người dùng. Đấy, cái chất của ThinkPad Mỹ là vậy. 8GB thì họ làm liền trên mail luôn. Chứ còn chống một cái khe để mình nâng cấp thêm. Có thể lên 12GB hoặc 16GB tùy khách hàng. Cục cứng thì mình sẽ nâng cho khách lên là ổ 512GB. Còn được ban đầu là ổ 256. Con này có khe cắm ở WAN nha. Có khe cắm. Có thấy không? Ok, thì mình điểm qua lại luôn như thế này, có là tổng quan nâng cấp của ThinkPad này em. Người ta cho mình một khe cắm RAM để chờ sẵn, còn một RAM kia người ta tối ưu để dưới main hoặc dưới bàn phím người ta giấu đâu ấy, anh chưa nhìn thấy. Thảo lắp đấy ra vẫn có một khe chờ để mình lên RAM, một khe cắm ổ cứng, thì một khe cắm ổ cứng thôi. Thì cách duy nhất khách hàng chỉ là thay ổ đấy thì thôi, không có hai khe cắm ổ cứng. Và người ta cho mình cái khe cắm WAN để sẵn. Thì cụ nào mà cần vào mạng qua kiểu LTE mua cái SIM ấy, thì mua thêm một cái thiết bị nữa, giống như Decumager ngày xưa là vào mạng không dây luôn, độc lập. Ok, tổng quan nâng cấp của T490 hai trăm mấy.